X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Tam Quốc diễn nghĩa, như một vở kịch về lịch sử, đã trở thành một kiệt tác trường tồn nhờ khắc họa sâu sắc những thăng trầm của các nhân vật. Mọi người bàn tán không ngớt về tác phẩm này, bị mê hoặc bởi những anh hùng thuộc các phe khác nhau. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, nhân vật lịch sử có rất nhiều, văn phong hùng tráng trải rộng. Ngày hôm nay X51 Story sẽ cùng quý thính giả luận bàn về 5 câu nói trong Tam Quốc diễn nghĩa khiến thế nhân tâm đắc thở than. Một là thiên hạ bất như ý giả, thập thường bát cửu. Dịch nghĩa là, trong thiên hạ, việc không như ý nhiều, 10 việc có đến 8-9 việc không như ý. Trong rừng nhân vật của Tam Quốc, Dương Cổ không phải là vị quan đen đủi thất ý nhất trong quan trường, nhưng lại nói ra một câu thể hiện sự thất ý sâu sắc nhất. Nhân sinh thất ý vô Nam Bắc, trên đời kẻ thất ý nhiều lắm, đâu kể gì người Bắc kẻ Nam. Dương Cổ lập tức trở thành bạn tri kỷ của những kẻ thất ý, buồn rầu trong thiên hạ. Chúng tôi cho rằng đây là quan niệm điển hình của kẻ bi quan. Kẻ bi quan nói, càng đánh càng thua, người lạc quan nói, càng thua càng đánh, sự thực hoàn toàn giống nhau, nhưng sĩ khí là hoàn toàn khác nhau. Có những người mắc bệnh nan y nhưng vẫn lạc quan, nghe câu nói ấy không những không ủ rột âu sầu mà trái lại còn bảo, trong thiên hạ, việc không như ý có nhiều, ít nhất thì 10 việc thì có 1-2 việc như ý. Hai là, cúc công tận tụy, tử nhi hậu dĩ. Dịch nghĩa là, tận tụy phục vụ, đến chết mới thôi. Khi Khổng Minh nói, cúc công tận tụy, tử nhi hậu dĩ, kế hoạch, phạt ngụy, đã tan thành mây khói, Khổng Minh chết ở Gò Ngũ Trương. Trong tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung, lúc Quách Tỉnh nói câu, cúc công tận tụy, tử nhi hậu dĩ, thế mới thật là, Quách Đại Hiệp muốn xả thân rồi. Tương Dương không giữ được rồi, Đại Tống tiêu rồi, thật là, xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn cân, nghĩa là xuất quân chưa thắng người đã chết, mãi khiến anh hùng lệ đẫm khan. Ba là ký sinh du, hà sinh lượng. Dịch nghĩa là trời đã sinh ra du, sao còn sinh ra lượng. Hai đối thủ cân sức cân tài gặp nhau trên đường hẹp, khi phải ra tay trận sống còn, thì câu nói để đời chứa đựng nỗi bi phẫn chính là ký sinh du, hà sinh lượng. Hãy khoan, sao lại có niềm đau như vậy? Đó chẳng phải là vấn đề về tấm lòng cùng tâm thái đó sao? Một người có tấm lòng rộng lớn đến đâu, từ tâm thái đối đãi với đối thủ của mình là phản ánh ra hết. Một vị hào kiệt như Chu Lang tướng quân, Hùng Tư Anh Phát, Vũ Phiến Luân Cân, tư chất anh hùng, quạt lông khăn lụa, đâu phải chuyện thường, hiềm nỗi tâm địa hẹp hòi, tính khí nóng nảy, ôm mãi oán hận, ký sinh du, hà sinh lượng. Lúc lâm chung, Chu Du còn, từ từ tỉnh dậy, ngửa mặt nhìn trời thở dài, kêu lên mấy tiếng rồi đi, nhìn tâm thái oán trời trách người ấy, tránh sao đoàn thọ. Nhưng Tư Mã Ý sau khi chúng, không thành kế, của Gia Cát Lượng thì nói, vui cũng đã muộn, ngửa mặt than rằng, ta không bằng Khổng Minh rồi. Sau đó, Tư Mã Ý an ủi vỗ về quan dân, sĩ khí quân đội không mảy may suy truyền. Khi Tào Tháo nói với Lưu Bị, anh hùng trong thiên hạ, chỉ có sứ quân và Tháo ta, khẩu khí tự tin, pha chút niềm tiếc nuối. Tính cách quyết định vận mệnh, tấm lòng quyết định thành tựu, quả là như vậy. Bốn là, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, bất khả cưỡng giả. Dịch nghĩa là, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Khổng Minh dốc tận sức tàn phò tá cha con Lưu Bị, 6 lần xuất binh Kỳ Sơn phạt ngụy, nhưng đều thất bại, đành thở dài mà rằng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, bất khả cưỡng giả. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không thể cưỡng lại được, khiến thế nhân không khỏi thương cảm. Thiên ý, ôi thiên ý, nhớ khi sư Hạng Vũ đánh trận Cai Hạ, đã phải thốt lên rằng, thiên vong ngã, phi dụng binh chi tội giá, ta chết là ý trời, đâu phải lỗi dụng binh, quả là thiên ý đó. Năm là, thị phi thành bại chuyển đầu không, dịch nghĩa là, tất cả đúng sai thành bại, quay đầu nhìn lại chỉ là hư không. Kẻ thất ý, người thất bại mới có tâm tình cảm khái như vậy, Tào thừa tướng cho dù trải bao mưa gió, vẫn như xưa ngâm vịnh hát ca, ca rằng, lão ký phục lịch, trí tại thiên lý, liệt sĩ mộ niên, tráng tâm bất dĩ, nghĩa là ngựa già cúi đầu, trí ngoài ngàn dặm, hào kiệt về già, hùng tâm chẳng mất. Lời văn nhân thường xôn xao vô bằng cứ, thời trai trẻ Tô Đông Pha cũng ôm chi lớn, phấn lệ hữu đương thế chí, nghĩa là cố gắng lập chi gánh vác thế sự, rồi tự phụ, chí quân Nhiêu Thuấn, thử sự hà nan, nghĩa là làm thiên hạ thái bình thịnh thế như vua Nhiêu, vua Thuấn, việc này đâu có khó. Nhưng sau khi lặn lội quan trường, lòng người hiểm ác, cửu tử nhất sinh, tâm lạnh ý tàn mà trầm trầm tự hỏi, Tháo, cố nhất thế chi hùng dã, nhi kim an tại tay, nghĩa là Tào Tháo, vị anh hùng một thủa, nhưng nay ở nơi đâu? Thế sự bộn bề vô cùng vô tận, số trời đã định trốn nơi nào? Hãy nhìn xem gương sử, Lưu Bị xưng vương, Tôn Quyền cát cứ, Tào Tháo hiệp thiên từ lệnh chư hầu, Quan Vũ bại trận Mạch Thành, tất cả đều là thiên ý. Dẫu có tài dọc ngang trời đất, dù thế lực uy chấn sơn hà, hay dị thuật ngăn sóng dữ, nào có ai chống được ý trời?
Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.